về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Cô Thúy xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với lớp học toán cùng với cô Thúy. Ở buổi học ngày hôm trước, các con đã được học cách tính diện tích của hình tam giác rồi đúng không nào? Đến buổi học ngày hôm nay, các con sẽ vận dụng để làm bài tập của bài luyện tập trang 88. Các con đã chuẩn bị sách giáo khoa này, vở ghi, vở nháp, bút và thước để chúng mình sẵn sàng làm bài tập chưa nhỉ? À, chúng mình bắt đầu thôi nào. Trước khi vào làm bài tập thì cô và các con sẽ cùng ôn lại cách tính diện tích của hình tam giác nhé. Các con chú ý lên trên màn hình giúp cô nào. À, đây là một hình tam giác có độ dài đáy là A và chiều cao là H. Chiều cao vuông góc với đáy, đúng không các con? Vậy thì muốn tính diện tích hình tam giác, ta sẽ lấy độ dài đáy nhân với chiều cao. Các con chú ý là cùng một đơn vị đo nhé. Rồi sau đấy chia cho 2. Cô sẽ có công thức S bằng A nhân với H. Sau đấy chia cho 2. Trong đó S là diện tích, A là độ dài đáy và H là chiều cao. Vậy thì các con đã nhớ lại cách tính diện tích của hình tam giác rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập nhé. Bài tập đầu tiên, đề bài yêu cầu các con là tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy A và chiều cao H là. Câu đầu tiên, câu A nè. Độ dài đáy là 30,5 dm và chiều cao là 12 dm. Và câu B, độ dài đáy là 16 dm và chiều cao là 5,3 m. Vậy thì các con sẽ áp dụng công thức tính diện tích hình tam giác. Chúng mình sẽ lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo và sau đấy các con sẽ chia cho 2 đúng không nào? Ở câu A thì độ dài đáy và chiều cao có cùng đơn vị đo là dm rồi đúng không các con? Nhưng mà câu B các con chú ý nhé. Câu B, độ dài đáy có đơn vị đo là dm, còn chiều cao là mét. Thì chúng mình sẽ phải đổi về cùng đơn vị đo đúng không nào? Các con hãy tạm dừng video lại một chút và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình để xem cô chữa bài tập nhé. Cô có câu A, độ dài đáy là 30,5 dm và chiều cao là 12 dm. Cô sẽ có diện tích hình tam giác là, cô sẽ lấy độ dài đáy nhân với chiều cao, sau đấy chia cho 2 đúng không các con? Cô lấy 30,5 nhân với 12. Sau đấy chia cho 2. Các con vừa tìm được kết quả bằng bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, kết quả sẽ bằng 183 dm vuông. Tiếp đến câu B nào. Câu B, độ dài đáy là 16 dm và chiều cao là 5,3 m. Ở đây chưa cùng đơn vị đo đúng không các con? Chúng mình sẽ phải đổi về cùng một đơn vị đo nào. Cô sẽ đổi 16 dm bằng 1,6 m. Cô có lời giải diện tích hình tam giác là, chúng mình sẽ lấy độ dài đáy nhân với chiều cao, sau đấy chia cho 2. Cô sẽ có 1,6 nhân với 5,3, sau đấy chia cho 2. Các con vừa tính được kết quả bằng bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, kết quả bằng 4,24 mét vuông. Cô sẽ có đáp số câu A là 183 dm vuông và câu B là 4,24 mét vuông. Tiếp đến nào,
Cô và con sẽ chuyển sang bài tập số 2. Đề bài yêu cầu các con là chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác vuông dưới đây. Các con chú ý vào màn hình giúp cô nhé. Ở đây có hai hình tam giác. Đề bài yêu cầu các con chỉ ra đáy và đường cao tương ứng, đúng không nào? Vậy thì đáy của hình tam giác là một trong ba cạnh của hình tam giác. Và đường cao của hình tam giác là đoạn thẳng hạ từ đỉnh vuông góc với đáy tương ứng. Vậy thì các con chú ý vào tam giác ABC nào. Nếu như đáy AC thì đường cao sẽ là đường cao AB đúng không các con? Đúng rồi. AB là đường cao ứng với đáy AC. Nhưng nếu như AB là đáy thì đường cao sẽ là AC đúng không các con? AC là đường cao ứng với đáy AB. Tiếp đến hình tam giác DEG nào. Hình tam giác DEG. DE là đường cao ứng với đáy DG. Và DG là đường cao ứng với đáy DE. Tiếp đến cô và con sẽ chuyển sang bài tập số 3 nào. Đầu tiên là câu A, đề bài yêu cầu các con tính diện tích hình tam giác vuông ABC. Vậy thì cũng giống như công thức tính diện tích tam giác thường. Công thức tính diện tích tam giác vuông là độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo và chia cho 2 đúng không các con? Vậy thì các con hãy vận dụng công thức để làm bài tập này vào vở giúp cô nào. Các con hãy tạm dừng video lại một lát và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nào? Cô có lời giải của bài toán này là diện tích hình tam giác vuông ABC là cô sẽ lấy độ dài đáy nhân với chiều cao, sau đấy chia cho 2. Cô có phép tính 4 nhân với 3, sau đấy chia cho 2, cô được kết quả là bằng 6 cm vuông. Vậy cô có đáp số diện tích hình tam giác vuông ABC là 6 cm vuông. Tiếp theo cô và con sẽ chuyển sang câu B. Đề bài yêu cầu các con là tính diện tích hình tam giác vuông DEG. Áp dụng công thức thì chúng mình sẽ tạm dừng video lại một lát và làm bài tập vào trong vở giúp cô nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô giáo chữa bài nào. Được rồi, vậy là chúng mình đã hoàn thành bài tập vào trong vở rất là nhanh đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng chú ý cô chữa bài tập của câu B nhé. Lời giải chúng mình sẽ có là diện tích hình tam giác vuông DEG là cô cũng sẽ lấy độ dài đáy nhân với chiều cao, sau đấy chia cho 2. Cô có phép tính là 5 nhân với 3, sau đấy chia cho 2. Cô sẽ được kết quả là cô sẽ được kết quả là 7,5 cm vuông. Cô có đáp số câu B là 7,5 cm vuông. Và cuối cùng cô và con sẽ chuyển sang bài tập số 4. Chúng mình sẽ làm câu A trước nhé. Đề bài yêu cầu các con là đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC. Các con hãy mở sách giáo khoa ra trang 89. Lấy thước để đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD giúp cô nào. Chúng mình sẽ đo cạnh AB xem độ dài là bao nhiêu các con nhé. Đúng rồi, cạnh AB có độ dài là 4 cm. Cạnh BC có độ dài là bao nhiêu các con nhỉ?
À đúng rồi, cạnh BC là 3 cm. Cạnh DC là 4 cm. Và cạnh AD là 3 cm. À, bây giờ chúng mình hãy tính diện tích của hình tam giác ABC giúp cô nào. Để tính được diện tích của hình tam giác ABC thì chúng mình có thể tính diện tích của hình chữ nhật ABCD, sau đấy chia cho 2, đúng không các con? Chúng mình sẽ cùng tính diện tích của hình tam giác ABC nhé. Cô có câu A. Bạn nãy các con vừa đo được cạnh AB bằng với cạnh DC và bằng 4 cm, đúng không các con? Và cạnh BC bằng với cạnh AD bằng 3 cm. Vậy thì cô sẽ có lời giải diện tích hình tam giác ABC là, nếu tính theo công thức diện tích của hình tam giác thì chúng mình sẽ lấy độ dài đáy nhân với chiều cao, sau đấy chia cho 2, đúng không các con? Cô sẽ có 4 nhân với 3, sau đấy chia cho 2, cô sẽ được kết quả là 6 cm vuông. Vậy cô có đáp số diện tích hình tam giác ABC là 6 cm vuông. Tiếp đến là cô bảo con sẽ chuyển sang câu B nào. Đề bài yêu cầu các con đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ dài cạnh ME. Sau đó tính tổng diện tích hình tam giác MQE và diện tích hình tam giác NEP. Và diện tích của hình tam giác EQP. Này, bây giờ các con hãy mở sách giáo khoa ra trang 89. Chúng mình hãy dùng thước kẻ và đo giúp cô độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ dài của cạnh ME nào. Các con đo được độ dài của cạnh MQ, chính là chiều rộng của hình chữ nhật MNPQ đấy, bằng bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, cạnh MQ bằng bằng 3 cm. Tiếp đến cạnh QP nào. QP chính là chiều dài của hình chữ nhật MNPQ đấy. Chiều dài sẽ bằng 4 cm. Tương tự như thế thì cạnh NP cũng sẽ bằng bằng 3 cm, cạnh MN cũng sẽ bằng 4 cm. Các con lại đo được độ dài của cạnh ME bằng bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, độ dài của cạnh ME là 1 cm. Độ dài cạnh ME là 1 cm thì chúng mình sẽ suy ra được là độ dài của cạnh EN bằng bằng 3 cm. Đề bài lại yêu cầu các con là tìm tổng diện tích của hình tam giác MQE và diện tích hình tam giác NEP. Trước khi tìm được tổng diện tích của hai hình tam giác này thì chúng mình sẽ phải tìm được diện tích của tam giác MQE là bao nhiêu và diện tích của hình tam giác NEP là bao nhiêu, đúng không các con? Sau đấy mới cộng diện tích của hai hình tam giác đấy lại với nhau. Đề bài lại yêu cầu các con tính diện tích của hình tam giác E, Q, P. Đấy, thì chúng mình cũng sẽ vận dụng công thức tính diện tích hình tam giác là độ dài đáy này nhân với chiều cao, sau đấy chia cho 2, đúng không các con? Bây giờ các con hãy tạm dừng video lại một lát và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại xem cô chữa bài tập nào. Được rồi, vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nào? Ban nãy các con đã đo được độ dài của cạnh MN bằng với PQ bằng 4 cm. Cạnh NP bằng với MQ bằng 3 cm. Cạnh ME là 1 cm. Và cạnh NE là 3 cm, đúng không nào? Trước khi tìm tổng diện tích của hình tam giác MQE
và diện tích hình tam giác NEP thì chúng mình phải tìm được diện tích hình tam giác MQE trước. Hay cô có lời giải. À, độ dài đáy nhân với chiều cao ở đây là 1 nhân với 3 sau đấy chia cho 2. Cô được kết quả là bằng 1,5 cm vuông. Tiếp đến nào. Diện tích hình tam giác NEP là diện tích hình tam giác NEP có chiều cao và độ dài đáy đều bằng 3 cm đúng không các con? Cô sẽ lấy độ dài đáy nhân với chiều cao sau đấy chia cho 2. 3 nhân với 3 bằng 9, chia cho 2 bằng 4,5. Cô được diện tích hình tam giác NEP là 4,5 cm vuông. Tiếp đến, cô sẽ tìm được tổng diện tích hình tam giác MEQ và diện tích hình tam giác NEP là cô sẽ lấy 1,5 cộng với 4,5. Cô sẽ bằng 6 cm vuông. Và cuối cùng là diện tích hình tam giác EQP là diện tích hình tam giác EPQ có chiều cao là 3 cm. Chiều cao của hình tam giác EQP chính là chiều rộng của hình chữ nhật MNPQ đấy các con ạ. Còn đáy là 4 cm. Đáy của hình tam giác này cũng chính là chiều dài của hình chữ nhật MNPQ. Cô sẽ lấy độ dài đáy nhân với chiều cao. 4 nhân với 12 chia cho 2. Cô được kết quả là bằng 6 cm. Cô có đáp số tổng diện tích hình tam giác MQE và diện tích hình tam giác NEP là 6 cm vuông và diện tích hình tam giác EQP cũng là 6 cm vuông. Vậy là cô và con vừa hoàn thành bài tập của bài luyện tập trang 88 rồi đúng không nào? Cô cảm ơn tất cả con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau nhé. Bye bye. Khóa học viên sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên sách.